Ông Bùi Tuấn Sơn, Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vào khoảng 9 giờ sáng nay, đơn vị này phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tiến hành thả một con đồi mồi biển quý hiếm về lại môi trường biển tự nhiên tại vùng biển Cửa Sót, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Theo ông Bùi Tuấn Sơn, vào ngày 14 tháng 11, ngư dân trú tại xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, trong lúc đánh bắt cá trên vùng biển tỉnh Hà Tĩnh, cách bờ khoảng từ 7 đến 8 hải lý, đã bắt được một con đồi mồi biển bị mắc vào lưới. Ngay sau đó, ngư dân này đã đưa con đồi mồi này vào bờ và sau đó bàn giao lại cho cơ quan chức năng để tiến hành thả về lại môi trường biển. Con đồi mồi này có cân nặng khoảng 15 kg, chiều dài khoảng 50 cm, chiều ngang trên mai khoảng 40 cm. Đồi mồi là một loại rùa biển hoang dã quý hiếm thuộc họ vích. Bề ngoài đồi mồi trông giống như các loại rùa biển khác, cơ thể tương đối dẹp, mai lớn để bảo vệ cơ thể và các chi giống mái chèo. Đồi mồi được xếp vào cấp cực kỳ nguy cấp, có tên trong danh sách đỏ thế giới và Việt Nam, do đó cấm săn bắt và thương mại các sản phẩm từ đồi mồi vì mọi mục đích. Là cái tấm đấy. Là sướng. Sôi tí nước.